Quý khán giả thân mến, năm vừa qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ tham mưu tổ chức chuỗi sự kiện đánh dấu thành phố mở cửa toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội. Bên cạnh đó còn gặt hái nhiều thành tích nổi bật theo hướng toàn diện các lĩnh vực chuyên môn ngành. Năm nay, đơn vị tập trung tham mưu các hoạt động hướng tới 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương với nhiều hoạt động trọng tâm, quy mô lớn, cũng là góp phần cổ vũ thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, quyết tâm cao, quyết tâm tạo đà hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ. Xin ông cho biết các phong trào hoạt động nổi bật trong năm 2023. Điều Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với các sở ngành và địa phương tham mưu cho Ủy ban thành phố, ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố đã ban hành cái kế hoạch để tổ chức các hoạt động sự nhân các ngày lễ, các sự kiện trong năm 2023. Thì trong đó thì các sự kiện như là chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa văn nghệ thì liên hoan để tổ chức nhân các cái sự kiện, các ngày lễ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tham mưu các cái hoạt động trong đó như là các hoạt động điểm nhấn như lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Bánh Dân Nam Bộ và các hoạt động điểm nhấn tại các quận huyện. Hướng tới sự kiện 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương thì xin ông cho biết sở sẽ tham mưu thực hiện những cái công trình hoạt động trọng tâm nào ạ? Để tổ chức được các sự kiện hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp để tham mưu thành phố, phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp để tổ chức ngoài nguồn lực của các cơ quan đơn vị địa phương nhà nước thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị bên ngoài, tức các đơn vị sự kiện, các doanh nghiệp để tạo những nguồn lực đủ lớn để tổ chức các sự kiện. Ví dụ chúng tôi là phối hợp với các doanh nghiệp sự kiện để tổ chức cái lễ hội kinh khí cầu, tổ chức cái giải marathon quốc tế tại thành phố Cần Thơ và tổ chức phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các giải thể thao mang tầm khu vực để thu hút các du khách đến với thành phố Cần Thơ. Với khối lượng công việc lớn như vậy thì xin ông cho biết về cái công tác huy động nguồn lực cũng như là nhân lực để thực hiện như thế nào? Thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các sở ngành, các địa phương và phối hợp với các đoàn thể Mặt trận Tổ quốc thành phố để xây dựng các cái kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể và từng nhiệm vụ như vậy đó thì cần cái nguồn lực của các đơn vị phối hợp. Bên cạnh đó thì huy động mọi nguồn lực trên địa bàn thành phố để tổ chức thành công các cái sự kiện điểm nhấn hướng đến kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, tạo được cái thương hiệu của thành phố, thu hút du khách cũng như là phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố. Xin cảm ơn ông.